Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với video mới của mình. Mình Lan đây. Hôm nay mình lại vẽ vắt ngựa nha mọi người. Hôm bữa trước thì mình có một cái video mình vẽ vắt ngựa, nhưng mà cái mặt sau của cái mặt dưới của cái miếng ván này, ở đây là cái mặt trên, thì mặt dưới hay là mặt trên thì nó cũng đều xấu tì thôi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục vẽ. Để mà pha treo cho chuẩn thì anh em nên phun qua một nước lót để mình nhìn màu gỗ và mình pha theo nha. Và ở đây thì mình sẽ pha hai lần treo. Một lần là mình sẽ pha cái màu nó hơi vàng vàng một tí, và một lần nữa là mình pha cái màu nó hơi hồng hồng một tí. Mình phun lên hai lần thì khi mình vẽ thì nó ít bị lổ hơn. Và cái cách mà pha màu da bò thì là mình chỉ cần cho một ít xăng và cho màu vào là được thôi, rất là đơn giản. Khi mình phun da bò thì mình phun mỏng thôi, phun làm sao mà khi mình nhìn vào nó vẫn nhìn thấy cái thịt, cái vân gỗ. Thì mình phun hai lần thì nó sẽ vừa, nó sẽ không dày quá, vì khi mình phun dày quá thì sau này nó sẽ rất là dễ bị lộ. Mình phun sương sương qua một tí thôi, làm sao cho nó hơi lấp được cái vết tì thôi. Thì mình phun hai lần và mình vẽ vân lên nữa thì nó sẽ được lấp được hoàn toàn nha mọi người. Lần đầu tiên thì mình sẽ phun nó hơi ngả vàng trắng trắng một tí. Sau đó thì mình sẽ pha một tí màu nó hơi hồng hồng nữa. Cái màu này thì mình đã pha sẵn là màu vàng và màu cam, và cho một tí màu trắng nữa. Thì mình cái màu da bò này nó không có bị hỏng á, nên là mình sẽ pha một bình to như này mình để mình phun dần. Đây bây giờ mình sẽ phớt mỏng thêm một nước nữa. Phớt sương qua thôi. Để cho nó hồng hồng lên vậy nha mọi người. Đây mà có thể thấy là khi mình phun da bò xong thì nhìn nó tương đối như vậy. Đừng có để nó nhóm da bò một chỗ thì khi mình vẽ vân lên thì nó sẽ bị lộ ngay. Và mình chà qua để cho nó láng cái da bò đã. Và phun một lớp lót để cho giữ cái nền da bò lại. Khi mình kéo vân thì nó không có bị trôi cái da bò nha. Hôm nay thì mình sẽ pha một tí màu gray nâu và một tí màu gray màu hương nữa để mình vẽ vân. Cái vân của nó thì nó hơi đen đen nâu nâu á, thì mình sẽ pha thiên về màu nâu nhiều hơn, thì khi mình kéo lên nó có thể gần giống với cái màu gỗ hơn thì nó dễ hơn. Đối với những cái miếng mà nó to như này thì mình sẽ sử dụng cái cọ to, cọ bản to, và cái cước nó cũng to nha. Cước nó hơi cứng một chút để mình khi mình kéo lên thì là nó sẽ ra cái vân nó rõ nét hơn. Lần đầu tiên thì mình sẽ kéo cho nó cái màu nó hơi nhạt, và lần thứ hai thì mình sẽ chấm và kéo cái màu nó đậm hơn một chút. Đi hai ba lần vân thì nó mới xong, rồi nó khi mới không bị lù ra nha mọi người. Nó khó lù ra chứ không phải là nó không lù đâu. Tất nhiên là nó sẽ lù thôi, nhưng mà khi mà nó lù ra thì nó cũng lù dễ coi hơn. Mình cứ đi hết lớp vân này xong đi đến lớp vân khác thôi. Đặc biệt là mình sử dụng cái màu gray thì cái vân nó ra khá là dễ. Mình kéo đi kéo lại làm sao mà thấy nó ok được, ổn ổn được là được.
Đấy, như vậy là xong rồi. Ở trên cái mặt phẳng này thì là nó không có cái vân núi, cả miếng ván nó không có vân núi, nên là mình cứ kéo thẳng thôi. Dùng cái cỏ mảng to như này mình kéo thẳng thì nó rất là dễ và nhanh nữa. Cứ nắm đầu bên này kéo én thằng đầu bên kia, rồi nắm đầu bên này kéo én thằng đầu bên kia là xong thôi. Nhúng một tí nữa cho nó giống vân. Mình cứ kéo một nước trước đi, rồi xong rồi để cho nó khô cái vân, xong rồi mình lại kéo lại lần nữa. Mình sử dụng một cái lây thì mình kéo rất là dễ. Đây mà có thể thấy là mình đã kéo xong rồi, rất là nhanh. Rồi khoảng tầm mấy phút, là 2 phút là mình kéo xong cái vân rồi. Sau đó thì mình đánh cái giạc cho nó vân, cái mờ cái vân đi nha mọi người. Và mình sẽ sử dụng cái màu nó đậm hơn chút nữa, để mình đi những cái vân nó hơi ẩn ẩn hiện, nó hơi to cái vân, giả cái vân gỗ một tí, cái vân của vân thật của nó một tí. Như vậy là đã vẽ xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ phun pha màu và phun. Ở cái miếng sập này thì là nó đã có cái màu cũ của người ta rồi. Bây giờ mình sẽ pha theo cái màu của nó như vậy. Và mình phun thôi. Đây, nó na ná như này đây. Cho vào lon và bắt đầu phun. Mình vẽ nhiều, tì vết nhiều, mình vẽ nhiều mà khi mình phun màu mà mình phun nó hơi đậm một tí thì sau này thì nó sẽ không bị lồ đâu nha mọi người. Nó đã đậm rồi thì nó xuống màu nữa thì nó không bị lồ ra, những cái chỗ mình vẽ ra đâu, không bị lồ da bò ra đâu. Đấy, như vậy là mình đã phun màu xong, bây giờ mình sẽ ép một lớp bóng bò lên nữa. Mình sẽ sử dụng bóng bỏ 250 của BU Lộc Phát để mình ép lên. Như vậy là xong cái tấm mặt rồi nha mọi người. Cũng khá là nhanh thôi, không có lâu đâu. Khoảng tiếng đồng hồ là mình đã vẽ vân và pha màu xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.